quả báo nặng nề của việc ngoại tình, mất phước, mất trí tuệ, đánh mất nhân cách, đọa địa ngục, lạc thú từ việc cặp bồ, ngoại tình chỉ là những khoái cảm nhất thời, thế nhưng tội nghiệp mà nó mang lại sẽ khiến bạn phải chịu báo ứng nặng nề. Khi ngoại tình ta có thể có được những lạc thú nhất thời, thế nhưng nỗi đau ta gây ra cho người bạn đời sẽ ám ảnh họ mãi mãi. Người bị phản bội sẽ luôn dằn vặt trong đau khổ, rằng họ chẳng làm gì sai lại bị người mình tin yêu lừa dối. Vậy nên, theo lời Phật dạy, ngoại tình, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tội tà dâm. Tội nghiệp mà nó gây ra sẽ chất cao như núi, khiến người phạm phải chịu vô vàn quả báo ghê rợn. Dù là đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình sẽ phải chịu chính quả báo ghê rợn này. Một người tà dâm, ngoại tình sẽ lâm vào cảnh tan nhà nát cửa, sự nghiệp lụng bại, bị người đời khinh miệt. Dù có thoát khỏi được sự tha thứ của gia đình nhưng họ cũng không bao giờ thoát khỏi sự dị nghị của người đời.